chào các bạn đến với kênh Tự Học Vlog. Trong thời gian qua thì mình đọc rất là nhiều comment của một số bạn có thắc mắc rất là đơn giản các bạn, đó là gì? Sau khi mình làm phim xong, mình lưu như thế nào, mình xuất file như thế nào? Thì trong có nhiều cái hướng dẫn, các bạn hướng dẫn của mình á, mình cũng đã hướng dẫn rồi. Tuy nhiên một số bạn cũng vẫn comment, một số bạn vô coi cũng vẫn hỏi mình, hỏi rất là nhiều. Sau khi mình làm xong cái này rồi, mình làm sao nữa để cho nó ra file, xuất file, làm sao để cho nó lưu. Thì cái việc mà đúng là cái phần này cũng rất là khó các bạn, đối với một số người mới biết làm. Thì các bạn biết rồi, mình đang hướng dẫn một cái phần mềm làm phim Power Director ha. Phần mềm làm phim Power Director, thì cái phần mềm này là phần mềm làm phim chuyên nghiệp, cũng ra lâu đời rồi các bạn, lâu đời rồi. Thì cái phần mềm này nó sử dụng được trên máy vi tính, và hiện tại nó cũng đã có ứng dụng trên điện thoại 2 năm nay rồi các bạn, mấy năm nay rồi đó. Tuy nhiên khi mà để làm ra được một cái phim rồi, làm sao để có thể mình tự xem lại, mình tự xuất ra file, tự lưu, sau đó mình có thể chỉnh sửa lại nếu mình chưa thấy ưng ý đó. Thì cái khâu này rất là nhiều bạn mới chưa biết cách làm đó. Vậy thì làm như thế nào để lưu file và xuất file các bạn đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sau khi mình làm xong cái đoạn phim của mình rồi, mình sẽ lưu file và xuất ra một cái file MP4 chất lượng HD ha các bạn ha. Rồi xin mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình ha. Các bạn nhìn vô màn hình thì hiện tại trên màn hình của bạn đây là cái phần giao diện của phần mềm làm phim Power Director ha. Thì khi mà các bạn mở lên các bạn biết rồi, ở đây mình mở sẵn. Còn nếu như các bạn nào chưa biết cách thì các bạn vô bình thường, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ đầu luôn ha. Còn không thì các bạn vô cái xem cái clip mà mình hướng dẫn cái cách ghép phim, ghép nhiều đoạn phim với nhau, hoặc là đưa cái file hình ảnh vào cái file tiếng vô như thế nào, các bạn xem cái đó ha. Thì ở đây mình không nói lại đi. Ở đây các bạn thấy cái khu vực chờ của bên này nè, cái chỗ mà cái ứng dụng của mình di chuyển thì nó có một số cái hình ảnh và một số cái clip nó có sẵn, mình sẽ lấy cái đây mình hướng dẫn cho các bạn luôn ha. Còn khung này là cái khung mình để review lại, mình có thể chiếu lại để mình xem trên đó nó có những gì trong quá trình mình làm nó sẽ hiện ra trên đây ha. Còn mấy cái chắc ở phía bên dưới này là mấy cái chắc để mình lôi những cái hình ảnh và cái phim này xuống đây để mình làm phim ha. Rồi đầu tiên bây giờ mình sẽ lôi cái hình mà của cái người bay này nè. Thôi mình lấy cái phim sống động đi ha. Cái các bạn lướt dán này đi ha. Thì mình lôi các bạn lướt dán này xuống đây làm phim. Thì các bạn có thể lôi nhiều đoạn phim, nhiều hình ảnh xuống ha các bạn ha. Có thể các bạn lôi nhiều xuống không sao cả, bạn lắp ghép vô tùy các bạn muốn hình ảnh đẹp như thế nào, do cái cách của mình làm phim ha các bạn đó. Các bạn sau khi các bạn lôi nó xuống đây thì ở dưới đây nó có cái chắc tiếng và chắc hình nằm trên, chắc tiếng nằm dưới, đúng nào vậy ha. Nó có biểu tượng đó các bạn, biểu tượng có loa với biểu tượng thước phim này đó. Rồi sau khi mà các bạn lôi xuống, mình cho là các bạn đã làm xong hết đi, xong hết rồi ha, xong hết mấy cái phần mà các bạn chỉnh sửa ở dưới này rồi. Bây giờ cái công đoạn của các bạn là cái xuất file ha, lưu file. Đầu tiên là các bạn lưu file. Thì đầu tiên lưu file là các bạn vô đâu? Thứ nhất các bạn vô trong cái ổ đĩa này, có cái hình, có cái ổ đĩa này ha. Nếu như các bạn đây là một cái clip mới bạn mới làm thì bạn vô hình ổ đĩa, còn không bạn vô file, bạn click dựng cái chữ file ha, cái thư mục á, vô cái file ha, cái quản lý file này nè. Thì các bạn di chuyển xuống cái save project and lưu cái dự án này lại, lưu cái phần mà chúng ta mới vừa thiết kế lại ha. Trước các bạn đừng vô cái save project nha các bạn,
Tại vì khi mà nếu trong trường hợp quá trình mà chúng ta lấy những cái đoạn phim mà chúng ta đã làm trước đây ra mà chúng ta lưu cái dạng save chat thì ok, nhưng mà bạn lưu vô cái này nó không, nó sẽ ra một cái thước phim mới, file mới. Còn này là lưu chồng ha, lưu chồng lên, này là lưu mới ha, mình đích vô cái save rồi check ha. Thì nó yêu cầu chúng ta lưu, thì bây giờ tôi sẽ lưu nó vô trong đây ha. Mình sẽ đặt là hướng dẫn cách lưu. Video và xuất file MP4 à. Hướng dẫn cách lưu file, lưu video và xuất file MP4 bằng phần mềm là phần mềm Power Director ha. Mình sẽ lưu lại đây, khi mà tôi vừa click nó lưu, đây nó là lưu project nè các bạn, project dự án rồi đó ha. Thì ở trên đây nè nó có hiện ra cái chữ phần mềm phim, và cái lưu này nè các bạn lưu ý ha, nó lưu ở dưới dạng file là BDS, cái đuôi BDS. Thì cái đuôi BDS này là cái đuôi chỉnh sửa được các bạn ha. Ví dụ như tôi sẽ tắt cái chương trình này đi ha, và tôi lấy ra tôi làm chỉnh sửa lại cho các bạn xem. Sau khi mình lưu này rồi, nếu mà các bạn muốn chiếu lại, các bạn muốn up lên YouTube á, thì các bạn cần phải xuất ra file các bạn mới up được. Còn cái dạng này nó chưa up được nha các bạn ha, chưa add lên cái YouTube được. Thì ở đây các bạn lưu ý ha, đối với khi mình lưu cái này rồi, mình đưa ra một cái file riêng mình có thể chỉnh sửa. Bây giờ mình sẽ tắt cái chương trình này đi, tôi sẽ mở lại cái chương trình là phim Power Director lên ha. Đây là cái chương trình là phim Power Director. Thì á, đầu tiên mình vô cái làm thai cái timeline chứ cái timeline mod ha, và cách chọn cái khung là 16.9 nha các bạn ha, 16.9. đây cái khung là 16.2.9 nè. Cái khung này là cái khung mình để coi trên màn hình vi tính hoặc là cái tivi đó các bạn, hoặc là cái điện thoại nằm ngang ha. Thì cái đó là cái khung hình. Rồi sau khi mà các bạn đưa lên, mở lên cái chương trình này rồi, và các bạn muốn chỉnh sửa lại cái phần mà cái video trước mình đã làm á, thì các bạn cần xóa cái này đi các bạn ha, với khói hết cái khung này đi các bạn, xóa đi, xóa chi các bạn biết không, cho nó nhẹ cái file mình á, chứ không lưu vô có nó tùm lum tà la trong đó đó. Rồi bây giờ á, mình lấy lại cái file lúc nãy mình làm à, lấy lại cái file lúc nãy mình làm, lấy bằng cái nào thì mình vô cái file ha, vô click vô file à, hoặc giả mình vô cái chữ import media ý không cái lộn, cái này là mình lấy vô file open project, mình mở cái project lúc nãy ra, open project ha. Các bạn lưu ý, các bạn nhìn chịu khó mình nhìn hướng dẫn ha. Tại vì á, mà hướng dẫn mà các bạn kêu mình dịch hiện ra cái chữ gì dịch nhiều cái làm rất là lâu, làm vẫn được nhưng mà rất là lâu ha. Cho nên á, các bạn chịu khó các bạn nhìn vô cái chỗ mà mình hướng dẫn, nhìn theo con chuột của mình, vô click vô file, sau đó chúng ta vô cái hàng thứ ba, vô cái open project ha, click vô đây. Nó hỏi mình muốn lưu cái project lúc nãy không, bạn muốn lưu lại không, có nghĩa là cái project mà hồi nãy mình mới vừa xóa, mình mở lên xóa mình no đi ha, thì nó sẽ cho mình mở ra một cái file tới cái chỗ nào hồi nãy á, mình đã hướng dẫn cách lưu file đúng không, mình tìm cái hướng dẫn cách lưu file nha. Đây hướng dẫn cách lưu video và xuất file MP4 bằng mềm phim Power Director ha. Thì khi mình click vô đây cái mình open nó ra ha, open nó ra hả, open nó ra thì á, nó ra cái hồi nãy, cái file hồi nãy cho chúng ta
mà bây giờ trong quá trình chúng ta thấy cái nào chưa ưng ý, chúng ta cần cắt dán chỉnh sửa gì á thì chúng ta thực hiện ha. Chúng ta có thể đưa vô thêm một cái hình ảnh hay là một thước phim hay là một cái gì đó mà chúng ta muốn, hoặc là một cái hiệu ứng gì đó ha, đưa một cái hiệu ứng gì đó. Sau khi mà chúng ta làm xong rồi, chúng ta nhấn vô đây lưu save project, hoặc là vô đây save project, thì cái phần mà vô cái chỗ này nè nó sẽ lưu chồng ha, lưu trực tiếp vô trong cái file lúc nãy chúng ta luôn ha. Thì cái file trước đó là nó sẽ bị chồng vô những cái gì mà chúng ta mới vừa chỉnh sửa xong, chúng ta bật vô luôn ha, nó sẽ lưu dạng project. Rồi sau khi mà nó lưu xong rồi, bây giờ cái bước mà tiếp theo là gì? Cái bước mà các bạn cần làm là các bạn xuất ra file MP4 và HD để các bạn up lên YouTube ha. Rồi chúng ta qua cái Rodeo, chúng ta click qua cái thẻ Rodeo ở phía trên này nè các bạn, nó có chữ Edit nè, sau đó kế bên nó có chữ Rodeo ha, chúng ta click vô cái chữ Rodeo nha. Đó thì click ra cái Rodeo này nó sẽ hiện ra nhiều cái thẻ cho chúng ta ha, và nhiều dạng cái định dạng đuôi định dạng á để xuất ra file á. Các bạn có thể xuất file AV hoặc là MP2, Windows Media đó, vân vân. Rồi và dạng H.264 AVC, hoặc là nếu trong trường hợp mà các bạn làm nhạc không á, mà không có hình á, thì các bạn lưu cái dạng audio file ha, và click qua đây. Hai cái định dạng này là hai cái định dạng mới nha các bạn, nói chung là cũng cũ lâu rồi nhưng mà nó cái định dạng nó dạng chất lượng cao á ha. Sau khi các bạn chọn cái đuôi rồi, các bạn chọn cái định dạng MP4 hay là một cái MKV, nhưng mà đa phần là chúng ta lưu cái dạng MP4 để cho tất cả mọi người cùng xem được các bạn ha, tất cả mọi người cùng xem được. Rồi cái tiếp theo là gì? Các bạn chọn chất lượng mà chúng ta xuất ra ha. Ở đây á nó có rất nhiều dạng chất lượng MP4 nè, thì á chất lượng từ thấp đến cao ha, cho tới 4K luôn các bạn, 4K. Nhưng mà các bạn để sử dụng được những cái ứng dụng này thì đòi hỏi các bạn á cũng cần phải có nâng cấp cái phần mềm lên. Đó, nâng cấp cái phần mềm này lên, thì nâng cấp cái phần mềm này các bạn cũng phải trả phí nha các bạn ha. Còn nếu không thì các bạn chỉ lưu ở dạng mà MP4 chất lượng HD được rồi ha, HD được rồi. Tại vì cái phần mềm Power Editor này các bạn, cái phần mềm là phần mềm nó thường xuyên nâng cấp các ứng dụng hay để làm phim, cho nên á nó sẽ tốn phí cho những cái mà chúng ta cần thêm những cái effect á, những cái ứng dụng mới thì chúng ta sẽ bị tốn phí các bạn ha. Còn không thì các bạn cứ tải về các bạn dùng thử, các bạn dùng đó, khi nào mà các bạn thấy ưng ý các bạn cứ mua ha, các bạn mua để các bạn dùng giống như là chuyên nghiệp đó. Một số thường các bạn thường thấy một số cái phần mềm nào mà nó cho tải miễn phí là nó sẽ hạn chế một số cái ứng dụng, nó không có đầy đủ mà không có đầy đủ một số cái ứng dụng cho chúng ta làm ha. Thì đối mình chia sẻ cho các bạn như vậy, thì để đầy đủ thì các bạn cần phải mua nâng cấp lên. Rồi ở đây á mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chọn MP4 1080 1920 1080 ha các bạn ha. Thì á các bạn chỉ cần lưu ở dạng MP4 1920 1080 và 30 frame trên 30 frame là được rồi ha, chứ không cần phải 120 frame đâu ha. Thì á các bạn lưu ở dạng 30 frame thì ok ha. Rồi các bạn lưu cái dạng file đó là của cái dạng định dạng nào nó phổ biến nhất, NTC hoặc là BAN. Ở Việt Nam thường sử dụng BAN nè các bạn, mà Mỹ nó sử dụng NTC, NTSC thường á là như vậy. Một số cái chỗ nó dùng BAN,
Nhưng mà có cái là mình cứ sử dụng theo cái chuẩn của Mỹ, Tây Mỹ nó sử dụng tất cả luôn, chỗ nào mình cũng có thể xem và sử dụng được hết. Rồi sau khi mình chọn xong rồi, mình mấy cái này mình không cần đụng tới đâu ha. Rồi các bạn qua cái chỗ mà cái nơi mà để chúng ta xuất ra cái add box folder nè, chỗ mà cái vị trí mà chúng ta xuất file ra đó, MP4 nó nằm ở chỗ nào thì á, chúng ta muốn xuất nó ra chỗ nào, chúng ta chọn cái folder mà chúng ta cần xuất ha, chọn cái folder mà chúng ta cần xuất nó ra chỗ nào. Ví dụ mình đưa nó vô đây, cái chỗ mà vị trí mình hay lưu đó, mình đưa nó vô trong folder nào cái lớp này ha, mình xây nó lại dạng MP4 ha. Sau khi mình đưa nó vô cái vị trí cái folder này rồi, bước tiếp theo là gì, chúng ta bấm vào start để bắt đầu bắt đầu xuất file. Thì bây giờ mình click vô start nó xuất file, thì các bạn thấy là cái phần mềm cái producing nè, producing movie nó đang sản xuất phim cho chúng ta nè, nó đang chạy nè, nó chạy nhanh hay chạy chậm thì tùy vào cái ổ đĩa của các bạn mạnh hay yếu, cấu hình máy của bạn mạnh hay yếu. Thì khi mà các bạn lưu thì nếu mà cái file của bạn nó nhẹ thì nó sẽ chạy rất là nhanh, còn nếu mà cái file của bạn nó nhiều và nó nhiều thứ thì nó sẽ lưu rất là lâu ha các bạn ha. Cho nên các bạn lưu ý cái vấn đề này đó, các bạn thấy không, thì nó đã xuất xong rồi đó, có releasing movie các bạn xuất xong rồi. Và mình cũng khuyên các bạn để mà bây giờ mà làm file là phim và các bạn cần xuất nhanh, bạn làm lẹ thì các bạn nên đổi cái ổ đĩa của bạn, ổ đĩa của chúng ta HDD, bây giờ các bạn đổi thành SSD đi ha, thì cái ổ đĩa điện tử nó sẽ chạy nhanh hơn cái ổ đĩa cơ rất là nhiều. Đây là sau khi chúng ta đã xuất xong rồi các bạn, thì nó ra được file MP4 rồi, chúng ta tắt nó đi. Chúng ta muốn up lên YouTube thì các bạn chắc cũng biết rồi ha, thì mình cũng sẽ mở lên cái vô trong cái chỗ này, mở lên cái MP4 cho các bạn xem. Hướng dẫn cách lưu file nè, đây đây là cái file mà MP4 mình mới vừa xuất ra ha, mình link tiếp vô cho các bạn xem đây. Đó ha, cái đây là cái phim mình mới vừa làm xong, mình mới vừa làm xong cho các bạn đó, các bạn thấy nó dễ không? Thật sự những cái người nào đã làm rồi thì nó dễ đối với một số người đã làm rồi, còn những cái người mà chưa làm, giống như những cái bạn mà mới bắt đầu tập vô làm á, các bạn sẽ không biết đúng thiệt ha. Cho nên hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn, đây là cái cách lưu ha, lưu cái dự án mà chúng ta lưu cái file mà chúng ta đã soạn chỉnh sửa, chúng ta làm video, sau đó chúng ta xuất ra một cái file MP4 để chúng ta up lên YouTube, hoặc là chúng ta coi ngoài, hoặc là chúng ta ghi ra đĩa CD, hoặc là chúng ta chép vô cái USB để chúng ta xem cũng được ha. Còn cái file cái dạng đuôi á, của BDS á, cái dạng project á, dạng dự án mà hồi nãy chúng ta làm á, thì các bạn lưu các bạn xem không được nha, các bạn xem được, các bạn chỉ xem được trên cái phần mềm mà làm phim thôi, phần mềm làm phim của nó thôi ha, chứ còn mà các bạn lên xem giống như trên YouTube là không được ha các bạn ha. Rồi thôi, mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách mà lưu file và xuất file ra file MP4 ha. Các bạn nhớ cho mình một like, một share, một subscribe ha các bạn ha, và các bạn ủng hộ kênh mình mạnh vô ha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào tạm biệt các bạn.